Xe công trình cát, cơ hội để bé sở hữu món đồ chơi yêu thích với ưu đãi cực sốc nhân dịp Tết Nguyên Đán. Xe công trình với đầy đủ chức năng như thật, gọn nhẹ, thích hợp chơi ngoài trời như bãi biển, công viên hay sân vườn. Giá chỉ 159.000 đồng một chiếc. Xe công trình mô phỏng nhân vật hoạt hình dễ thương, cổ trướng, khi chạy mắt có thể cử động, giảm 30% chỉ còn 119.000 đồng một chiếc. Xe công trình có tiếng động cơ và đầy đủ chức năng như xe thật, giảm 30% chỉ còn 239.000 đồng một chiếc. Hãy đến Mai Kiên Đông và chọn món quà Tết mà bé yêu thích nha.